bữa đi không dám được này phải cô á, cô đó thấy con, cứ người ta nuôi cù chia con, đã cả, tao không biết gì hết luôn. Con cù đang thế ông, người ta lấy lông, người ta đốt hả cậu? Cậu ơi, nó con cãi. Cậu ơi, nó lấy lông cho người ta làm gì cậu? Đêm mai lại, đêm mai lại đi, để mày bán. Mày mền bán, mày áo bán phải không? Con nói đúng. Ông ngoài ghẹ vào cậu, cậu biết. Cứ đi ngoài. Mấy chục hình này nè. Chứ này có điện thoại di động rồi mấy mình đem theo rồi. Ê. Mấy thằng này về bắt con rồi. Chép vô nó vô tính nè mày. Đi vậy. Này coi mặt canh đỏ 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 luôn nè.